Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu dây bốt cổ cao cho bé như thế này. Ở phần cổ dây thì mình có làm thêm các cái họa tiết tua rua 3 tầng. Mặt đế thì mình có dán một lớp đế xốp như thế này. Đây. Dụng cụ gồm có len miêu Kim móc mình sử dụng kim móc 2 đầu số 4. Kéo cắt len. Ngoài ra còn có một lớp đế xốp ở đây mình đã cắt sẵn dùng để dán cái mặt đế ở phía dưới. Thì ở đây mình đã móc sẵn một mẫu mặt đế dày lên như thế này. Ở clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách móc mẫu mặt đế này. Thì mình có để link ở phần mô tả các bạn nhấp vào link tham khảo nha. Cái mẫu dày này mình hướng dẫn là size 12,5cm. Nên là các bạn móc cho mình 17 mũi xích đầu tiên ở mặt đế. Ở cái vòng ngoài cùng của mặt đế các bạn móc cho mình các cái mũi kép đơn như thế này. Cũng móc tương tự cho mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần thân trên. Móc lên hai mũi móc xích. Thì ở cái mẫu giày này mình có dán đế xốp ở phía dưới nên là mình sẽ móc cái phần mặt phải lên phía trên nha. Móc vào cái chân móc đầu tiên á. Đây. Đây là cái chân móc đầu tiên của mặt đế nè. Các bạn móc cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này. Đây, ở đây nó có hai chân thì móc vào cái chân phía trong á. Móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn, cũng móc cho mình vào cái chân ở phía trong như thế này, đây. Móc vào cái chân móc này một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và cũng móc vào cái chân ở phía trong. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đối với những cái size nhỏ hơn, cái hàng ngoài cùng này ta móc cái mũi nửa kép Thì cái hàng đầu tiên lên phần thân dày ta sẽ móc các cái mũi nửa kép Còn ở đây cái mặt đế mình móc là các cái mũi kép đơn Nên cái hàng đầu tiên của cái phần thân mình sẽ móc các cái mũi kép đơn Làm tương tự cho đến cuối vòng Thì sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối vòng Móc vào cái chân móc đầu tiên này một mũi dời Móc lên hai mũi móc xích Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái đầu phía bên này, đây. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì sau khi móc các cái mũi kép đơn đến các cái chân móc của cái mũi chậm 7 mũi ở mặt đế á. đây là mũi chậm 7 mũi nè đây là cái chân móc đầu tiên mà móc hai mũi kép đơn cùng chân móc nè các bạn giống lên cho mình là cái chân móc này nè từ cái chân móc này ta sẽ tiến hành giảm mũi ở cái phần đỉnh dày nha cái chân móc này và cái chân móc kế bên này nè hai cái chân móc này các bạn chụm lại cho mình thành một chân ta tiến hành lấy len đâm kim vào chân móc thứ nhất móc và kéo len qua chân móc móc và kéo lên qua hai chân móc trên kim tiếp tục lấy lên đâm kim vào chân móc kế bên móc và kéo lên qua sau đó móc và kéo lên qua hai chân móc trên kim khi chân kim được ba chân móc thì tiến hành kéo lên qua hết các cái chân móc trên kim tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn hai chân móc kế bên các bạn cũng chụm lại hai chân móc này cho mình thành một chân các bạn cũng lấy lên và đâm kim lần lượt qua hai chân móc này móc và kéo lên qua hai chân móc trên kim tương tự đâm kim vào chân móc, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi chân kim được ba mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Như vậy là ta đã tạo được các cái mũi xen kẽ chụm như thế này, một mũi kép đơn xen kẽ một mũi chậm. Tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh, hai chân móc này các bạn cũng chụm lại cho mình hai chân móc này thành một chân. Cũng đâm kim lần lượt qua hai chân móc. Để chân kim có ba mũi móc thì kéo len qua hết chân móc trên kim thì ta được các cái mũi chậm sen kẽ một mũi kép đơn như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 7 cái cụm liên tiếp như thế này sau khi móc được xen kẽ 7 cụm móc như thế này xen kẽ với một mũi kép đơn thì cái phần đỉnh dài nó đã bo lại như thế này ở cái chân mũi chậm thứ bảy của phần thân á, cũng tương ứng với hai cái chân móc cùng chân ở phía dưới mặt đế nè cái chân móc cuối cùng á. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng tiếp tục móc vào cái chân móc bên cạnh này, móc vào đây một mũi dời móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cái chân mũi này nè cho đến cái chân móc sát cái chân móc mũi chậm ở phía trên này sát cái chân móc mũi chậm đầu tiên này đây móc đến đây cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc sát cái chân mũi chậm ở phía dưới á. Các bạn tiếp tục móc cho mình cái chân này và cái chân kế bên này. Móc cho mình hai cái chân móc này chậm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt qua hai chân móc. Kéo len qua hai chân móc trên kim. Tiếp tục lấy len đâm kim vào chân móc kế bên là cái thân chân móc này nè, đâm kim vào chân móc này, móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Khi trên kim được 3 chân móc thì tiến hành kéo len qua hết các cái chân móc trên kim. Tương tự chân móc của mũi chậm bên cạnh và mũi kép đơn ở bên cạnh này Hai chân móc này cũng chụm lại cho mình thành một chân Cũng lấy len và đâm kim lần lượt vào hai chân móc Sau đó kéo len qua hết các cái chân móc trên kim Các bạn làm tương tự cho mình các cái cụm còn lại cho đến khi ta được 7 mũi chụm liên tiếp Sau khi móc được 7 mũi chụm chân liên tiếp như thế này, Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Thì ở cái phần thân dây ta đã được ba hàng móc như thế này. Ở phần đỉnh dây cũng tạo được cái độ bo lại như thế này. Ở hàng móc tiếp theo này ta sẽ móc các cái mũi nửa kép. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân bên cạnh cũng móc một mũi nửa kép chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Móc tương tự cho mình cho đến cái chân móc này nè. Đây, cái chân móc mũi chóp này, móc cho mình dời lại hai mũi móc, móc vào cái chân móc này. Đây, móc đến chân móc này cho mình nha. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc Sau khi móc được các cái mũi nửa kép thì ở cái chân móc sát cái chân móc mũi chụm đầu tiên này nè. Ở cái chân móc này và cái chân móc mũi chụm này, các bạn chụm lại cho mình hai chân móc này chụm lại thành một chân. Cũng lấy len và đâm kim lần lượt qua hai chân móc. Móc và kéo len qua hai chân móc. Tiếp tục lấy len đâm kim vào chân móc kế bên. Móc và kéo len qua chân móc. Móc và kéo len qua hai chân móc trên kim khi chân kim được 3 mũi móc như thế này thì tiến hành kéo len qua hết chân móc trên kim. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, hai chân móc này các bạn cũng chụm lại cho mình thành một chân. Ta cũng lấy len và đâm kim lần lượt qua hai chân móc. Khi trên kim được 3 mũi móc thì tiến hành kéo len qua hết các cái chân móc chân kim. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại cho đến khi ta được 5 mũi chụm liên tiếp. Sau khi móc được 5 mũi chậm liên tiếp thì cái phần đỉnh dày cũng bo thêm được một đoạn như thế này. Tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi nửa kép. Chân kế bên cũng móc một mũi nửa kép. Chân kế tiếp cũng móc một mũi nửa kép. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi nửa kép vào mỗi chân móc. Sau khi móc các cái mũi nửa kép đến cuối hàng, tiếp tục móc vào chân móc bên cạnh này một mũi dời, móc lên hai mũi móc xích. Như vậy là phần thân dày ta đã móc được bốn hàng móc như thế này. Đây. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn móc cái phần cổ dày và phần tua rua nha. Móc vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các cái chân móc còn lại. Móc cho mình cho đến cái chân móc đầu tiên của cái mũi chậm ở phía này nè. Đây, móc đến đây, móc đến cái chân móc đầu tiên này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cái chân móc thứ hai, cái chân mũi chậm thứ hai của cái đỉnh giày nè, móc tiếp cho mình hai chân móc kế bên này chụm lại thành một chân, cũng đâm kim cho mình lần lượt qua hai chân móc, móc và kéo len qua hết các cái chân móc trên kim, tiếp tục hai chân móc kế tiếp này cũng chụm lại cho mình thành một chân, cũng đâm kim lần lượt qua hai chân móc, sau đó kéo qua hết các cái chân móc trên kim thì ở cái hàng đầu tiên của phần cổ giày ta được hai cái mũi chụm như thế này tiếp tục móc vào chân móc kế bên một mũi kép đơn chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc sau khi móc các cái mũi kép đơn đến cuối hàng tiếp tục móc vào chân móc này một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc cái phần tua rua ở đây ta quay ngược đầu móc lại mình sẽ móc hàng tua rua ở mặt trong của giày như thế này ta đâm kim vào chân móc thứ nhất đây đâm kim vào đây các bạn luồn kim lên phía trên của sợi dây móc sau đó luồn kim và đâm kim xuống phía dưới móc cái sợi len ở phía dưới vào sau đó đưa cái sợi len phía dưới như thế này móc qua cái chân móc thì ở trên ngón trỏ của tay trái á, đây ta được một cái đoạn dây như thế này các bạn đưa ngón trỏ ra khỏi cái đoạn dây này đây sau đó móc cái sợi len qua hai cái chân móc trên kim thì ta được một cái đoạn tua rua ở đây đây Tiếp tục đâm kim vào cái chân móc kế bên. Đây, đâm kim vào cái chân móc kế bên này. Luồn kim và đưa kim lên phía trên của cái đoạn dây đầu tiên này. Sau đó đưa kim luồn xuống phía dưới, móc cái sợi dây ở phía sau nè, đây, cái sợi dây ở phía sau này. Đây. Móc cái sợi dây này lên. Sau đó đưa cái sợi dây móc ở trên kim qua cái chân móc như vậy là trên ngón trỏ đã được một đoạn dây như thế này. Các bạn đưa ngón trỏ ra khỏi đoạn dây. Sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. Ta được một đoạn tua rua thứ hai như thế này, đây. Tiếp tục đâm kim vào chân móc kế tiếp. Cũng luồn kim lên phía trên sợi dây, sau đó luồn vào phía dưới và móc cái sợi dây ở phía dưới lên. Như thế này móc và kéo len qua chân móc đưa ngón trỏ ra khỏi cái đoạn dây sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim ta được thêm một đoạn tua rua như thế này đây các bạn móc tiếp lần lượt cho mình các cái chân móc còn lại móc cho mình tương tự cho đến cuối vòng cũng đâm kim vào chân móc kế tiếp sau đó luồn kim đưa kim lên phía trên cái sợi dây móc đầu tiên này đưa kim lên phía trên, luồn xuống phía dưới và móc cái sợi dây ở phía dưới lên. Móc qua chân móc, đưa ngón trỏ ra khỏi đoạn dây, sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim, làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc các cái mũi móc cho đến cuối vòng thì ta được một cái tầng tua rua thứ nhất như thế này. Đây. Móc vào cái chân móc kế bên này, đây, móc vào chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Quay ngược đầu móc lại. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn, Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Làm tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến cuối hàng, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, quay ngược đầu móc lại. ở hàng móc tiếp theo này các bạn cũng móc cho mình một hàng móc tu ru như thế này. cũng đâm kim vào chân móc đầu tiên, sau đó đưa kim lên phía trên sợi dây móc, luồn xuống phía dưới và móc cái sợi dây ở phía dưới lên, móc qua chân móc, rút ngón trỏ ra. sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim. tiếp tục đâm kim vào chân móc kế bên đưa kim lên phía trên của dây móc luồn kim xuống phía dưới và kéo cái sợi dây móc ở phía dưới lên móc qua chân móc đưa ngón trỏ ra khỏi đoạn dây sau đó móc và kéo len qua hai chân móc trên kim ta được thêm một tuần tua rua thứ hai như thế này thì khoảng cách giữa cái đoạn tua rua thứ nhất và thứ hai nó sẽ cách nhau ở một cái hàng mũi kép đơn như thế này các bạn móc tiếp cho mình các cái hàng tua rua tiếp theo cũng xen kẽ tương tự cho mình cũng móc một hàng turo sau đó là một hàng kép đơn, tiếp tục là một hàng turo. Thì cái khoảng cách của hai hàng turo nó sẽ cách nhau bởi một cái hàng mũi kép đơn như thế này. Đây. Cứ móc tiếp cho mình các cái hàng móc cho đến khi đạt được một cái chiều cao nhất định. Ở cái hàng móc turo thì các bạn sẽ móc cho mình ở cái mặt trong của cổ giày còn ở cái hàng mũi kép đơn thì sẽ móc ở mặt ngoài của cái cổ giày nha thì ở đây mình đã móc lên được ba tầng tua ru như thế này thì cái khoảng cách giữa hai tầng tua ru sẽ cách nhau là một hàng mũi kép đơn nha đây cách nhau là một hàng mũi kép đơn như thế này thì cái hàng cuối cùng ta sẽ móc là các cái hàng mũi kép đơn như thế này đây hàng móc cuối cùng là hàng móc kép đơn như thế này tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này móc vào đây một mũi dời móc lên một mũi móc xích kéo và cắt len tiến hành giấu cái sợi len thừa vào trong mũi móc thì ta được một cái chiếc giày bốt cổ cao có cái phần tua rua ở cổ giày như thế này các bạn dùng keo nến để dán cái mặt đế xốp vào cái đế giày len đây dán vào Thì sau khi giấu len và dán đế vào cái mặt đế giày len á, thì ta được một mẫu giày bốt Với cái phần cổ giày có cái họa tiết tu ru như thế này Chúc các bạn thành công